Quay chưa? Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiến Xe Tải Hà Nội. Thì hiện tại đến thời điểm tháng 3 năm 2022 thì ở đại lý AutoTrader của chúng tôi thì đã ra mắt và có những cái phiếu thùng, phiếu xe, tất cả hồ sơ xe của những xe Terra 100 đời 2022. Đó, như các bạn thể thấy ở đây, ngay cạnh tôi đây đó chính là chiếc xe tải Terra 100 phiên bản thùng mũi bạt nhập khẩu. Đó, và nó là đời 2022 và tôi đã bấm biển một khách ở Ứng Hòa ở Hà Nội. Đó, một khách biển 29 Ứng Hòa Hà Nội. Ở xung quanh đại lý Tedo của chúng tôi là ở chỗ bến xe Nghĩa Hà Đông thì có rất nhiều anh em ở quanh Hà Nội, quanh khu vực những cái tỉnh thành lân cận thì cũng đã ủng hộ ở đại lý AutoTrader rất là nhiều, bởi vì chúng tôi có một cái chất lượng xe rất tốt. Đó, chất lượng thùng xe rất tốt. Xe thì tất nhiên là ở những cái đại lý nào đầu xe nó cũng những cái cabin nó sẽ giống nhau rồi. Nhưng còn về thùng, đó, một chiếc xe tải rất quan trọng về thùng. Chiếc thùng xe của đại lý AutoTrader của chúng tôi được đánh giá là chất lượng nhất ở khu vực miền Bắc này. Thêm nữa, về đại lý AutoTrader chúng tôi là đại lý 3S nên những cái dịch vụ sau bán, dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng rất là tốt. Nên rất nhiều anh em, nhưng rất nhiều khách hàng ở xung quanh Hà Nội cũng như những các tỉnh thành lân cận đã ủng hộ đại lý AutoTrader của chúng tôi rất là nhiều. Đó. Thì về những cái nội thất cơ bản của chiếc xe tải Terra 100 phiên bản đời 2022 thì nó cũng đã có một số những cái nâng cấp khá là đáng kể. Đầu tiên phải nói đó là nó đã có được khóa điện của Mitsubishi rồi. Đó, một khóa điện của Mitsubishi. Và thêm nữa là phần ghế cũng đã được tùy chỉnh và nỉ của nó là nỉ cao cấp hơn, ngồi sẽ êm mông hơn. Đó. Các bạn nếu mà muốn sạch sẽ thì các bạn có thể bọc ghế ra cho cái phần ghế của mình. Thì ngay bên cạnh tôi đây đó chính là chiếc xe tải Terra 100 là phiên bản thùng mũi bạt nhập khẩu. Thì tôi cũng đã có rất nhiều cái video nói về cái thùng mũi bạt nhập khẩu này. Đó, làm sao để nhận biết nó cũng như là chất lượng của nó thì đã có rất nhiều video rồi. Thì một khách hàng Ứng Hòa thì anh ấy là chở những cái mặt hàng đó chính là anh ấy có một công ty chở chuyên là về gạch sỏi đá nên anh ý phải lựa chọn cái thùng mũi bạt nhập khẩu này để nó cực kỳ để nó bền. Thứ nhất là nó bền và thứ hai là nó chắc chắn. Đó, thùng mũi bạt nhập khẩu này của bên AutoTrader của chúng tôi nó sẽ chắc chắn hơn và bền hơn so với những cái đại lý khác, nó từ 1 đến 2 năm, có thể lên đến là 5 năm. Đó, những cái đại lý khác họ không nhập khẩu những cái phần bửng như thế này. Đó, họ chỉ là đóng lắp ráp ở trong nước thôi, họ tự đóng những cái thùng đấy. Về những cái phần bản, những cái phần bửng mà những cái đại lý khác tự đóng thì nó sẽ không được đẹp, nó không sẽ được dập cong như thế này. Đó, họ dập cong được nhưng mà nó sẽ không thể là phẳng như chiếc thùng mà các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Đó, chúng tôi nhập khẩu cái này là nhập khẩu từ bên Hàn Quốc về. Và nó là chúng tôi nhập khẩu theo dạng là đã được sơn lót và về chúng tôi chỉ sơn màu theo xe thôi. Đó, về phần vách này thì chúng tôi làm toàn bộ là inox 201. Đó, inox 201 nó sẽ rất là bền, nó sẽ rất là cứng, nó cũng đã được chống gì nhưng mà nó không thể tốt bằng 304 được. Nó sẽ cao, nó sẽ đắt gấp rưỡi so với lại inox 201 này. Đó, chúng tôi sử dụng là inox 201 cũng như là những cái móc kéo bạt này cũng là inox này. Những cái đinh vít là đều là đinh rút to và đều là đinh inox hết rồi. Ok, mời các bạn có thể là vào xem phần bên trong thùng của chiếc thùng mũi bạt nhập khẩu này. Vâng, và đây là bên trong của chiếc thùng mũi bạt nhập khẩu về của xe Terra 100. Như bạn thấy những cái vách này, những cái bửng này nó rất là dày, rất là nặng. Đấy, tôi cầm rất là nặng tay. Đó, về phần sơn của thùng xe thì như các bạn biết là về phần sơn của thùng xe thì chúng tôi sơn nó là 3 lớp sơn. Đầu tiên là lớp sơn lót và thứ hai là lớp sơn màu và thứ ba là lớp sơn chống gì. Đó, về những cái ba lớp sơn như này thì các bạn hoàn toàn yên tâm là về cái xe này nó đi hết đời thùng nó cũng không thể bóc được lớp sơn này ra được. Đó. Tiếp đến về sàn của chiếc thùng mũi bạt cao cấp thì nó là sàn thép dày là 2 ly 2. Đó, về cái độ dày 2 ly 2 thì nó cũng đã rất là dày rồi. So với những cái đại lý khác họ chỉ dùng tối đa là 1 ly rưỡi thôi. Đó. Nhưng mà chúng tôi đã dùng là đến là 2 ly 2. Nên vì thế mà cái xe Terra 100 của phiên bản AutoTrader chúng tôi là tiêu chuẩn là đúng là 900 kg chứ không phải là 950 kg của những cái đại lý khác. Bởi vì cái thùng xe của chúng tôi đã nặng hơn sắt xi. Cái xác xe của xe Terra 100 của chúng tôi đóng đã nặng hơn những cái đại lý khác rất là nhiều rồi. Vâng, và đây là bên trong nội thất của chiếc xe tải Terra 100 đời 2022. Như các bạn thể thấy thì chúng tôi đã làm cái xe nó đã được nâng cấp, đó là khóa điện rồi. Đó, một khóa điện. Đây, tôi rút khóa ra. Có hai khóa cơ và hai khóa điện. Đó, như các bạn thể thấy là khóa điện rồi nhá.
khóa điện thì nó còn có thể mở lên khóa cơ này nữa. Đó, rất thuận tiện. Thì về nó chỉ được nâng cấp nhiều đấy thôi, nó cũng khá là đặc biệt rồi. Còn về phần ghế thì mút đã được trang bị là mút cao cấp rồi. À, một chút nữa thôi thì tôi về tôi sẽ bọc ghế ra cho khách. Đó, tôi tiện thể tôi quay video cho các bạn thôi. Chút nữa tôi sẽ bọc ghế ra cho khách và đã lắp thêm nó là cam lùi, cam hành trình này. Đó, và bọc vô lăng. Một bọc vô lăng trị giá khoảng 200.000. Đó, một bọc vô lăng rất đẹp, các bạn thấy cầm rất chắc tay. Về những cái option cơ bản thì nếu mà chưa biết thì xe cũng đã được trang bị đó là điều hòa hai chiều, một chiều nóng và một chiều lạnh. Đó. Đó, quạt gió và chỉnh hướng gió các thứ đầy đủ ở đây hết rồi. Đài radio kết hợp cổng cắm AUX. Đó. Và xe cũng đã trang bị đó là kính cửa chỉnh điện rồi. Đó, một chạm auto. Về những cái option thêm nữa đó là vô lăng trợ lực lái điện giúp các bạn là có thể, đây tôi sẽ nổ máy lên cho các bạn. Đó, vô lăng trợ lực lái điện, các bạn xoay vô lăng nó chỉ cần một tay thôi, rất là thoải mái, nghĩa là mình đi xe mình có thể là trải nghiệm hết được những cái tính năng của xe cũng như là thoải mái khi mà di chuyển. Vâng, và đó là chi tiết về chiếc xe tải Terra 100 mà tôi chuẩn bị giao cho một anh khách ở Ứng Hòa. Thì các bạn có nhu cầu cũng như là muốn được tư vấn hãy liên hệ với tôi, hotline tôi để bên dưới góc màn hình. Và đừng quên like, share cũng như là đăng ký kênh để chúng tôi có động lực để dành những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.